Tôi là Derek Trần, hậu duệ thuyền nhân tị nạn cộng sản, cựu quân nhân lục quân Hoa Kỳ, luật sư và thành viên hội đồng quản trị của tổ chức luật sư bảo vệ người tiêu thụ California và hiện là ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 45. Tôi ra tranh cử chức vụ này vì muốn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, cải thiện đời sống người dân qua các chính sách liên bang. Hơn nữa, tôi thất vọng với người đương nhiệm, bà Michelle Steele, đã quá nhiều lần bỏ phiếu đi ngược lại quyền lợi của người dân địa hạt 45 nói chung và thể hiện thành hành vi phản bội lý tưởng chống cộng của người Mỹ gốc Việt tị nạn nói riêng. Sinh trưởng ở Hoa Kỳ, nhưng từ trong đáy lòng, tôi tự thấy mình là một người tị nạn cộng sản. Cha của tôi là thuyền nhân, trải qua biến cố tang thương trên đường chạy trốn cộng sản tìm tự do. Ông đã mất người vợ đầu và 4 người con trong chuyến vượt biên đó. Vì vậy tôi thấu hiểu và trân trọng lý tưởng của người Việt tị nạn chống cộng sản. Tự do đối với tôi là kim chỉ nam của cuộc đời. Tôi gia nhập quân đội Hoa Kỳ để bảo vệ tự do. Tôi làm luật sư để tranh đấu cho quyền lợi của người lao động và người tiêu thụ. Tôi đã và sẽ ủng hộ các chính sách thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận cho quê hương Việt Nam và toàn thế giới. Đối với các chế độ toàn trị, tôi hoàn toàn chống lại sự thống trị của Đảng Cộng sản và mọi hình thức độc tài. Tôi hết lòng hỗ trợ các biện pháp đối phó với sự hung hãn của Trung Quốc về mặt địa chính trị tại Biển Đông, đi ngược lại quyền lợi của Hoa Kỳ. Khi vào Quốc hội, tôi sẽ thúc đẩy năng lực tự do cạnh tranh kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc và bảo vệ chống lại các đường lối cạnh tranh thương mại không công bằng. Tôi ủng hộ và sẵn sàng cổ suý mọi chính sách về ngoại giao chiến lược và củng cố các mối liên kết với đồng minh Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi Mỹ quốc. Là một công dân và cựu quân nhân, tôi nguyện tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ. Là một người con gốc Việt, tôi nguyện đưa tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng đến Quốc hội Hoa Kỳ. Và khi là một dân biểu, tôi nguyện sẽ tranh đấu để bảo vệ quyền lợi của địa hạt 45. Những điều Derek cam kết thực hiện. Thứ nhất, nâng cao phẩm chất cuộc sống, giảm giá thực phẩm, kiểm soát chi phí nhà ở, giảm chi phí y tế, giảm giá thuốc theo toa, giới hạn giá insulin, bảo vệ quỹ an sinh xã hội và quỹ Medicare, chống mọi mưu toan, cắt giảm phúc lợi của giới cao niên, tăng ngân sách giáo dục, tăng ngân sách cho cảnh sát nhằm ngăn ngừa tội ác và ăn cắp vặt, tăng cường an ninh biên giới, thông qua luật di trú hợp lý để ngăn chặn sự nhập cư bất hợp pháp, cổ suý tinh thần phi đảng phái vì lợi ích công chúng và quốc gia, bảo vệ quyền tự do cá nhân và quyền tự do lựa chọn của người phụ nữ, hợp tác với các tổ chức nhân quyền, xã hội dân sự, theo dõi và đòi hỏi chính quyền Việt Nam thực thi những lời hứa về tự do dân chủ, làm việc với nhóm Việt Nam Caucus để đòi hỏi Việt Nam thả các tù nhân lương tâm, thúc đẩy Quốc hội thường xuyên theo dõi và đòi hỏi chính quyền tường trình về những hành động của Trung Cộng vi phạm luật hàng hải, luật biển và chủ quyền các nước tại Biển Đông, tranh đấu để thúc đẩy dự luật nhân quyền cho Việt Nam, cộng tác với Ủy ban Giám sát Quốc hội để xem xét việc sử dụng các khoản viện trợ cho Việt Nam, vận động ngân quỹ để mở một cơ quan truyền thông độc lập phát thanh bên trong Việt Nam, vận động thành lập nghiệp đoàn độc lập để buộc Việt Nam tôn trọng quyền lợi của công nhân theo tiêu chuẩn thương mại quốc tế và quan hệ song phương. Derek Trần, thế hệ lãnh đạo mới. Bước vào thời điểm đánh dấu 50 năm tị nạn, nhưng cộng đồng người Việt ở quận Cam, nơi tập trung người Việt lớn nhất hải ngoại, lại chưa hề đưa được một dân cử gốc Việt đại diện cho thủ đô tị nạn Little Sài Gòn vào Quốc hội Hoa Kỳ. Người Việt tại Hoa Kỳ có dân số hơn 2.2 triệu, đông hơn người gốc Hàn với con số 1.8 triệu. Tuy nhiên, dù dân số ít hơn, cộng đồng người Hàn lại đưa được 4 người, 2 người thuộc đảng Dân Chủ và 2 thuộc Cộng Hòa vào Quốc hội liên bang. Cha mẹ Derek cũng như bao nhiêu người Việt tị nạn khác đã chịu nhiều mất mát khổ đau khi trốn chạy cộng sản. Derek sẽ không bao giờ chấp nhận cộng sản, nói chi đến chuyện vinh danh Việt Cộng hay tiếp tay Trung Cộng để bán đứng Biển Đông. Derek Trần là con cháu người Việt tị nạn, cũng như bao nhiêu người Mỹ gốc Việt khác vươn lên từ những khó khăn. Năm 18 tuổi, Derek nhập ngũ để đền ơn nước Mỹ,
Khi cuộc chiến Iraq bùng nổ năm 2003, Derek được bổ nhiệm vào đơn vị khử độc, chất hóa chất và phục vụ trong lực lượng bảo vệ nội an ở căn cứ Fort Stewart, Georgia, và cuối cùng thì hoàn thành thời gian hiện dịch tại Bộ Tư lệnh Tổng trừ bị 63, có nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu cho các đơn vị viễn chinh. Sau khi giải ngũ, Derek theo đuổi ngành luật, trở thành luật sư. Derek mạnh dạn từ bỏ mức lương cao ở những đại công ty, chọn con đường mở văn phòng riêng, tranh đấu vì quyền lợi của người nhập cư, phúc lợi của người lao động và công lý cho các nạn nhân bị quấy rối tình dục. Derek còn đem kiến thức sở trường để giúp cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho dư cư dân quận Cam thông qua các hội bất vụ lợi như Trương Bửu Diệp Foundation. Derek cũng là thành viên trong hội đồng quản trị của tổ chức Consumer Attorneys of California với hơn 3.000 luật sư, đại diện quyền lợi của hơn 39 triệu người tiêu dùng tại California. Người Việt tại Hoa Kỳ thành công và thăng tiến trong mọi lĩnh vực, người Việt cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn tại Quốc hội liên bang để binh vực quyền lợi cho người Việt và tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại quê nhà. Derek Dunn là một người có nhân cách và cả khả năng hoàn toàn xứng đáng để trao trọng trách đó trong lúc này. Michelle Steele và những vụ tham nhũng khét tiếng ở quận Cam. Phi tang hồ sơ tài chính. Khi còn là giám sát viên hồi năm 2019, bà Steele gấp rút bỏ phiếu thông qua quy định hủy bỏ tất cả các hồ sơ tài chính của quận Cam, bất chấp luật của tiểu bang và phán quyết của tòa đòi hỏi phải lưu trữ trong 2 năm. Dành hợp đồng phi trường John Wayne cho phe cánh năm 2019, bà Michelle Steele dùng quyền lực để dàn xếp một thỏa thuận thiếu minh bạch tại phi trường John Wayne, qua đó trao một hợp đồng béo bở cho một nhà tài trợ của mình và gạt đi những ứng viên khác có đủ điều kiện hơn. Vụ bê bối này thu hút sự chú ý của công chúng về một nghi án tham nhũng liên quan đến bà Steele lúc đó giữ vị trí chủ tịch hội đồng giám sát. Bị điều tra bán đất công, năm 2020, Michelle Steele bị đại bồi thẩm đoàn của quận Cam điều tra hành vi tham nhũng liên quan đến việc bà đã đích thân gây áp lực bán một miếng đất công tại vùng Newport Beach với giá 13.000 cho một đại gia, là người đóng góp lớn vào quỹ tranh cử của bà. Tuy nhiên, miếng đất kề bên lại được cơ quan thuế vụ quận Cam định giá trên 1 triệu đô la. Người đứng tên mua miếng đất giá rẻ mạt này là William Jones, một người tài trợ lắm tiền cho quỹ tranh cử của Michelle Steele. Nhận bạc triệu từ tập đoàn dầu và dược phẩm chống giảm giá nhiên liệu cùng chi phí y tế cho dân chúng. Sau khi nhận được hơn 1 triệu đô la từ giới đầu tư Wall Street, các đại công ty dược phẩm và dầu hỏa, bà quyết liệt bảo vệ các khoản miễn thuế cho họ và phản đối các biện pháp giúp hỗ trợ các chi phí chăm sóc y tế và tình trạng vật giá leo thang, chẳng hạn như giảm giá thuốc theo toa hoặc giới hạn chi phí insulin. Quan điểm của bà về năng lượng cũng ích kỷ như vậy. Bất chấp vụ tràn dầu thảm khốc năm 2021 ở quận Cam tàn phá các bãi biển và nền kinh tế địa phương, bà Steele đã khước từ việc chống lại các đại công ty dầu hỏa và phản đối một luật quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng dầu đầu cơ tăng giá và bảo vệ môi trường sống chung. Đừng nghe những gì Michelle Steele nói mà hãy nhìn kỹ những gì Michelle Steele làm. Quá trình làm việc của Michelle Steele chứng minh bà đặt lợi ích cá nhân và phe đảng trên hết, không quan tâm gì đến cư dân hay cộng đồng người Việt của chúng ta. Michelle Steele ca ngợi Cộng sản Việt Nam. Không ai quên được sự phản bội của Michelle Steele khi trao bằng tưởng lục cho Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn năm 2016, ngay tại hội chợ văn hóa quận Cam. Michelle Steele có thực sự đã đảo Cộng sản hay không? Là đại diện chế độ Cộng sản Việt Nam, chắc chắn Hồ Xuân Sơn là nhân vật thực hiện nghị quyết 36 tại Hoa Kỳ. Có phải Michelle Steele hoan nghênh đóng góp văn hóa của nghị quyết 36? Michelle Steele dối trá về vấn đề biên giới. Chính bà đã bác bỏ một dự luật lưỡng đảng về an ninh biên giới. Bà nói muốn bảo vệ biên giới nhưng là chống dự luật bảo vệ biên giới. Michelle Steele và giá xăng dầu. Michelle Steele bỏ phiếu chống lại dự luật HR 7688 và đưa đến hậu quả giá nhiên liệu gia tăng. Michelle Steele chống xây dựng cơ sở hạ tầng. Michelle Steele ráo riết vận động chống lại luật đầu tư cơ sở hạ tầng và việc làm. Luật này chuẩn chi 14 tỷ cho việc tu bổ và phát triển hệ thống cầu cảng
và đường thủy, trong đó có cảng Long Beach, khu vực Newport Beach Harbor và các công trình phụ cận, trong khi các dân biểu lưỡng đảng ủng hộ và thông qua, Michelle Steele lại bỏ phiếu chống. Michelle Steele chống luật giảm lạm phát. Michelle Steele thường chê bai chính sách của chính phủ gây lạm phát, nhưng chính Michelle Steele đã bỏ phiếu chống dự luật giảm lạm phát được lưỡng đảng thông qua vào năm 2022. Vậy thì hỏi Michelle Steele đã làm gì để phục vụ dân chúng? Tới nay, nhờ luật IRA mà Michelle Steele bỏ phiếu chống, lạm phát đã giảm đáng kể so với 2021. Chỉ số lạm phát chỉ còn 2.9. Michelle Steele chống giảm giá thuốc cho cao niên. Năm 2022, Michelle bỏ phiếu chống dự luật insulin giá phải chăng. Đây là một dự luật Hạ viện được lưỡng đảng ủng hộ, giúp cho người đang hưởng Medicare chỉ phải trả tối đa 35 đồng mỗi tháng cho thuốc tiểu đường insulin thay vì có thể lên đến hàng trăm đô la. Michelle Steele chống an toàn súng đạn. Thật khó để tìm ra một lần nào Michelle Steele lên tiếng về an toàn súng đạn, bởi có lẽ bà chẳng bao giờ quan tâm. Ngược lại, bà được Hiệp hội ủng hộ súng NRA xếp hạng rất cao vì thành tích chống lại việc hạn chế súng đạn. Bà chống lại nhiều dự luật về an toàn súng đạn như dự luật bảo vệ trẻ em, dự luật cấm vũ khí tấn công, dự luật phòng ngừa khủng bố nội địa. Vì sao dân biểu Michelle Steele không ký lá thư đòi Cộng sản Việt Nam đền bù và chấm dứt đàn áp nạn nhân ô nhiễm Formosa năm 2016? Dân biểu Michelle Steele, người luôn tự nhận mình là người ủng hộ nhân quyền tại Việt Nam, đã không ký tên vào một lá thư lưỡng đảng lên án Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền liên quan đến thảm họa môi trường do công ty thép Formosa Hà Tĩnh gây ra năm 2016. Lá thư được nhóm Việt Nam Caucus tại Quốc hội Hoa Kỳ gửi ra ngày 2 tháng 8 năm 2024, đòi chính phủ Cộng sản Việt Nam hành động ngay lập tức việc chấm dứt đàn áp những người tìm kiếm công lý tại tòa án ở Đài Loan và Hoa Kỳ, trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị bị giam giữ vì binh vực cho các nạn nhân và tiến hành một cuộc điều tra độc lập toàn diện về tác động của thảm họa đối với môi trường và sức khỏe. Bất chấp tính cấp bách và tầm quan trọng của những yêu cầu này, dân biểu Steele, danh đồng chủ tịch nhóm Việt Nam Caucus, đã không ký vào lá thư. Rõ ràng, những khẩu hiệu chống cộng sản của bà Steele chỉ là người nói suông giả dối, vì khi cần phải buộc Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm cụ thể về việc vi phạm nhân quyền, bà Steele lại án binh bất động. Không những thế, bà còn hành động theo hướng thuận lợi cho các chế độ cộng sản. Ví dụ như năm 2016, bà vinh danh Tổng lãnh sự Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Cộng sản Việt Nam về vai trò giao lưu văn hóa đúng theo tinh thần nghị quyết 36. Thứ hai, bà im lặng hoàn toàn trong việc người chồng, ông Sean Steele, dẫn mối cho đặc vụ Trung Cộng tiếp cận giới chính giới Mỹ để vận động Washington bỏ lơ Biển Đông. Vợ chồng bà Michelle Steele và mối quan hệ mờ ám với Trung Cộng, vụ xúi dục chính phủ Hoa Kỳ bán đứng Biển Đông. Một phái đoàn đặc vụ Trung Cộng được Sean Steele dắt mối tới khách sạn Trump International tại DC tháng 6 2017 để gặp cựu Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu của nhóm đặc vụ này là thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ rằng việc triển khai quân sự ở Biển Đông là một lãng phí tiền bạc, theo tường thuật của Wall Street Journal. Báo Wall Street Journal còn viết rằng hành vi dắt mối của Sean Steele nguy hiểm đến mức ngay chính Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã chỉ thị ông ta phải lập tức cắt đứt mọi quan hệ với những đặc vụ Trung Cộng nói trên để bảo vệ an ninh chính trị của nước Mỹ khỏi sự can thiệp bất hợp pháp của ngoại bang. Liên minh mờ ám từ trước. Trước đó vài tuần, nhóm đặc vụ này đã được Sean Steele dắt đến tham dự một cuộc hội nghị về chiến lược tranh cử của Đảng Cộng Hòa chỉ dành riêng cho giới chức cao cấp của đảng tại San Diego. Sự hiện diện của những sách mời Trung Cộng của Steele là điều bất thường vì khi quy định bầu cử liên bang không cho phép công dân nước ngoài đóng bất kỳ vai trò nào trong các ủy ban chính trị Hoa Kỳ. Sean Steele từng là chủ tịch Đảng Cộng Hòa Orange County và hiện nay là ủy viên Trung ương Đảng Cộng Hòa. Đừng nghe những gì Michelle Steele nói, hãy nhìn những gì Michelle làm. Những tiết lộ của Wall Street Journal vẽ ra một bức tranh rõ ràng về vai trò của ông Steele. Ngay chính Đảng Cộng Hòa cũng phải xấu hổ và ra lệnh cho ông bà, chồng bà Michelle Steele cắt đứt quan hệ với các khách quý Trung Cộng của ông ta. Điều đáng nói là khi việc này bùng nổ trên các phương tiện truyền thông hoàn toàn nước Mỹ, bà Michelle Steele không hề lên tiếng về các hành động cấu kết với ngoại bang của chồng, mở đường cho Trung Cộng can thiệp vào chính trị Hoa Kỳ.
Hơn nữa, bà ta chưa một lần xin lỗi cộng đồng người Việt về nguy cơ Biển Đông suýt bị bán đứng. Derek Trần nêu tình hình nhân quyền Việt Nam với lãnh đạo Dân Chủ Hạ viện Hoa Kỳ. Golden Grove, California, luật sư Trần vận động mời dân biểu Catherine Clark ở Massachusetts, nhân vật quyền lực hàng thứ nhì của khối Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, đến Little Sài Gòn gặp gỡ cựu tù nhân chính trị ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, ông Michael Phương Nguyễn và bà Angel Phan cùng các nhà hoạt động nhân quyền vào hôm 28 tháng 9. Cảm ơn luật sư Trần. Dù chưa thắng cử, rõ ràng ông là một người rất quan tâm đến cộng đồng. Qua buổi tiếp xúc này, tôi biết được rất nhiều từ cộng đồng Việt Nam. Rõ ràng là Việt Nam còn nhiều vấn đề và Derek chắc chắn sẽ là tiếng nói của cộng đồng tại Quốc hội. Dân biểu Clark, Minority Whip nhắn nhủ. Cựu tù nhân chính trị Angel Phan cho biết, tôi vô cùng xúc động và biết ơn luật sư Trần đã tạo điều kiện cho tôi được gặp anh và bà dân biểu Catherine Clark, được nói lên nỗi lòng u uất suốt bao năm qua, không được bất cứ một vị dân cử địa phương nào quan tâm. Đây là lần đầu tiên tôi được Derek Trần và bà Catherine Clark lắng nghe và thấu hiểu. Tôi vô cùng xúc động và chân thành biết ơn sự lắng nghe, thấu hiểu trong buổi gặp gỡ đầy tình người này. Tại buổi gặp gỡ, ông Derek Trần tuyên bố, tôi sẽ vận động mở một cơ quan truyền thông độc lập, phát thanh bên trong Việt Nam bằng cách vận động ngân quỹ để thực hiện việc này. Ngoài ra, tôi sẽ làm việc vận động thành lập nghiệp đoàn độc lập để buộc Việt Nam tôn trọng công nhân theo tiêu chuẩn thương mại quốc tế và quan hệ song phương. Bà Clark tuyên bố dùng hết khả năng và quyền hạn để nêu lên những vấn đề nhân quyền cho các thành viên quốc hội. Khi được giới truyền thông Việt ngữ nêu câu hỏi về cuộc tranh cử tại địa hạt 45 liên bang tại California, dân biểu Clark khẳng định luật sư Trần được sự hậu thuẫn hoàn toàn của đảng Dân Chủ toàn quốc. Nữ dân biểu nhấn mạnh cộng đồng Việt Nam không hề đơn độc trong cuộc tranh đấu nhân quyền tại Quốc hội và tiếng nói của người tị nạn gốc Việt càng thêm mạnh mẽ nếu có sự hiện diện của một dân cử gốc Việt tại Hạ viện nếu trong trường hợp cựu quân nhân Derek Trần thắng cử. Một số nhân sĩ Little Sài Gòn họp báo phản đối Michelle Steele sử dụng cờ vàng trong khi vinh danh Cộng sản Việt Nam, theo báo Người Việt ngày 17 tháng 9, 2024. Ngày 14 tháng 9, các nhân sĩ cộng đồng họp báo tố cáo bà Michelle Steele sỉ nhục và lạm dụng tinh thần chống cộng và lá cờ vàng thiêng liêng của người Việt quốc gia với những lý do sau. Thứ nhất, việc Michelle Steele đặt tên bà cao hơn lá cờ vàng trong bảng quảng cáo tranh cử là một hành động vô lễ, phỉ báng biểu tượng thiêng liêng của chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản. Bà Michelle Steele chỉ chống cộng cuội và hoàn toàn không xứng đáng nói đến hoặc nhắc đến cờ vàng của người Việt quốc gia khi đã phản bội cộng đồng qua việc tặng bằng thưởng luật ca ngợi cán bộ Cộng sản Hồ Xuân Sơn. Bà dùng người Việt đánh người Việt khi lợi dụng khẩu hiệu đả đảo Cộng sản trên nền cờ vàng trong cuộc tranh cử đầu đối với một ứng cử viên gốc Việt. Bà Steele thâm độc gắn nhãn Cộng sản cho đối thủ dù đó là con cái của những người liều mình chạy trốn Cộng sản. Bầu cho Michelle Steele là tiếp tay cho Trung Cộng thôn tính Viễn Đông.